Lệ Dương, Viên Ngọc ẩn giấu dưới bóng rừng. Một buổi sáng thanh bình, tôi cùng bác Nam già có chuyến đi chùa cầu duyên tại chùa Phật Quang nằm trên núi Dinh Hùng Vĩ. Từng bước chân lầm than trong mê mờ u tối, hạnh phúc như soi sáng lúc quay về bên người. Ngày hôm đó, trời mát mẻ và sương mù nhẹ bao phủ tạo nên một không gian huyền bí và lãng mạn. Trên những bậc thang đá uốn lượn qua rừng cây xanh ngắt, chúng tôi tình cờ bắt gặp cây lệ dương với danh pháp khoa học là Eiginetia indica. Một khoảnh khắc đầy thú vị giữa thiên nhiên tươi đẹp. Mà em đã biết hình dung của anh ghé qua là trái tim em thưởng thức bao đêm và có lẽ em mơ. Lệ dương hay còn gọi là tai đất ấn là loài cây thảo ký sinh hoàn toàn với chiều cao từ 15 đến 40 cm. Thân cây màu nâu và nhọn, không có lá, tạo nên một vẻ đẹp lạ lùng và khác biệt. Hoa mọc đơn lẻ, màu tím đỏ, với cánh hoa hình ống chuông, tạo nên một điểm nhấn duyên dáng giữa cảnh rừng hoang sơ. Lệ dương thường mọc trong các khu rừng rụng lá ẩm ướt và rừng bán thường xanh, ở độ cao từ 200 đến 1.800 mét. Khuôn viên chùa Phật Quang trên núi Dinh là một môi trường lý tưởng, với những con đường nhỏ uốn lượn qua rừng cây rậm rạp, không gian huyền bí phủ đầy sương mù và tiếng suối tiên róc rách, nơi này thật sự mang lại cảm giác bình yên và thơ mộng. Cây lệ dương ký sinh trên rễ của các loài thuộc các họ, dông riền, thài lài, cói, bất, lúa và gừng, như các loài trong chi gừng và nghệ. Trong y học cổ truyền, rễ và hoa của lệ dương được sử dụng để thanh nhiệt và giải độc. Những công dụng này khiến lệ dương không chỉ là một loài cây đẹp mà còn có giá trị cao trong y học. Cả cây giả đắp có thể dùng để trị quai bị và vết thương. Ngoài ra, ngâm rượu cây lệ dương có tác dụng bổ máu. Một ngày mát mẻ trên núi Dinh thật sự là một kiệt tác thiên nhiên. Sương mù nhẹ nhàng bao phủ, khiến cả cảnh vật như chìm trong một bức tranh lãng mạn. Rừng cây xanh tươi, từng chiếc lá đẫm sương, tạo nên một không gian huyền bí và yên bình. Suối tiên chảy róc rách qua khuôn viên chùa Phật Quang, tiếng nước reo vang nghe như những bản nhạc du dương của thiên nhiên. Một cảnh đẹp không thể nào quên. Sau khi cầu nguyện và tìm hiểu về loài cây lệ dương, tôi nhận thấy không chỉ thiên nhiên mà cả con người cũng có những điều kỳ diệu đang chờ đợi được khám phá. Bác Nam già, với sự tinh tế và hiểu biết sâu rộng, đã giúp tôi có một hành trình vừa tâm linh vừa học hỏi đầy ý nghĩa. Hãy thả tim và follow kênh Nam Farmer của bác Nam già để tiếp tục đồng hành và khám phá thêm những bí mật thiên nhiên diệu kỳ qua từng câu chuyện mà bác chia sẻ.